Trong phần thiền chung rải tâm từ, con hiểu lý thuyết hình ảnh quán tưởng các chúng sanh như con của mình, nhưng con chưa hiểu sâu sắc tình thương này do con không có con. Trải nghiệm cá nhân thế hệ của con thì tình thương của cha mẹ với con cái thường có tính sở hữu áp đặt, và mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ hiếm khi nào hài hòa. Sư có thể chia sẻ thêm hình ảnh quán tưởng khác tương tự, hoặc giúp giải thích thêm về tính chất của tâm từ với chúng sanh cho con được không? Xét về cái bản chất thì mình thật sự mong cho chúng sanh đó được an vui, nó giống thôi. Mình nhìn vào một cái đứa bé và mình mong cho nó đó đừng có khổ. Mình thật lòng mình muốn như vậy, thật lòng mình muốn như vậy. Nhưng cái vấn đề của chúng sanh là như thế này, chúng sanh họ rất là khó, và có đôi khi họ bị nhầm lẫn, không phân biệt được giữa cái tâm từ và tâm ái. Cho nên ấy, khi mà sư dùng những cái hình ảnh để ví dụ á, thì sư cũng tránh những cái hình ảnh nó dễ gây ra hiểu lầm. Trong kinh mô tả giống như người mẹ thương yêu cái đứa con duy nhất của mình, và dù cho mình phải hy sinh tính mạng thì mình vẫn mong cho đứa con của mình được những điều an lạc, được những điều hạnh phúc. Đó là một tình cảm vô tư. Nhưng mà có một số chúng sanh, có một số người thì việc rải tâm từ đối với họ nó hơi khó, tại vì cái hoàn cảnh sống của họ đó nó khiến cho họ rất là khó có tình cảm ngay cả với cha mẹ ruột của mình. Bởi vì cái quá khứ mà họ lớn lên nó khiến cho họ rất khó tình cảm ngay cả với cha mẹ của mình. Còn nếu như mà sư nói những cái sinh vật mà dễ thương, ví dụ như những cái con thú cưng, thì họ lại dễ dàng rơi vào cái sự nhầm lẫn với cái tâm ái. Thành thử trong Thanh Tịnh Đạo thì có một cái lời hướng dẫn đối với người hành tâm từ, đó là cái đối tượng đầu tiên mà mình chọn á, thì đó có thể là một vị thầy cùng giới tính với mình nha, cùng giới tính với mình, và họ vẫn còn sống. Và khi mà mình nghĩ đến vị thầy đó đó, mình nghĩ bằng cái lòng kính trọng, mình kính trọng vị thầy, kính trọng những đức tính tốt đẹp của vị thầy, và cái tình cảm của mình dành cho vị thầy là một cái sự kính trọng, và mình mong cho cái người thầy của mình được những điều hạnh phúc, được những điều an vui. Thì như vậy đó, mình tập trung vào mỗi vị thầy của mình thôi. Trong trường hợp đó mình tập trung vào đúng mỗi vị thầy của mình thôi. Đây là cái mở ngoặc ha, sư mở ngoặc. Đây là cái phần cá nhân của sư ha.
Mở ngoặc, đây là phần cá nhân của sư, đóng ngoặc. Quý vị có thể lấy cái hình của vị thầy mình á, nhớ giùm nha, cùng giới tính và còn sống, và mình có lòng kính trọng đối với vị thầy đó. Ví dụ người nữ có thể là vị cô đó, nhưng mà mình phải có sự kính trọng đối với họ ha. Lấy cái hình của người đó đó, nó sẽ đập vào mắt mình trực quan hơn, bởi vì cái định của mình ở giai đoạn đầu đó, nó khá là yếu đuối. Lấy hình của người đó đó mở ra, mình nhìn vào cái gương mặt của người đó, tốt nhất là một gương mặt đang hạnh phúc, một gương mặt đang cười, và mình chú tâm vào cái vị thầy của mình, và mình mong cho người thầy đó được những cái điều an lạc, được những điều hạnh phúc, được những điều an vui, tránh khỏi sự khổ thân, tránh khỏi sự khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc. Đấy, mình nhìn vào vị thầy của mình và mình mong cho vị thầy của mình được những cái điều tốt lành như vậy, thì khi đó là mình đang rải tâm từ. Và quý vị, đối với một số người ấy, thì họ có thể thích hợp với cái trường hợp như vậy. Và quý vị chỉ rải, thay vì rải tâm từ cho 10 hướng như là sự hướng dẫn, thì quý vị rải cho một hướng thôi, rải cho một đối tượng duy nhất đó thôi, là vị thầy mà mình kính. Và quý vị cứ rải liên tục như vậy cho đến khi chúng ta nắm được cái mà sư tạm gọi là cái trạng thái của tâm từ, nắm được cái trạng thái của tâm từ. Thực hành tới đó đi đã.